về với IECD, những tháng ngày học tập chuyên cần, nơi định hướng cho tương lai, vươn tầm nhìn ra thế giới, ước mong hướng ngoài bạn ơi, ta đi một vùng trời mới, khát khao thay đổi những mảnh đời, như cánh chim bay trên bầu trời. Ở nơi xa xôi, trái tim luôn hướng về cội nguồn, hành trang trên vai, chờ nắng khát khao nơi quê nhà, thời gian chia xa, trải nghiệm bao ước mơ. Để cho mai sau bao nhiêu cha mẹ ta ở nơi xa xôi dõi theo con tháng ngày dài tâm nguyện chất chiêu để ước mơ thành đàn thời gian đi qua thầy cô nâng cánh ước mơ nặng tình yêu thương nặng tình